Right. Can you see my screen? So we are going into practice test number 3. Yeah. Mình sẽ bắt đầu chữa luôn đề số 3 hôm nay. Right. Các bạn ở nhà đã làm được đến đâu rồi? Yeah. Các bạn đã nhận được đề rồi, cho các bạn tranh thủ làm trước. Yeah. Các bạn tranh thủ làm trước, các bạn làm được một lần. Lên lớp thì mình sẽ chữa cho các bạn lần nữa, rồi tranh thủ trước lúc đi thi các bạn xem qua lại một lần nữa, như vậy các bạn đã xem được 3 lần. Right? So, look at part 1. Part 1. Mark the letters A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. Right? Tất cả đều là gì đấy? Dạng trắc nghiệm, chọn đáp án A, B, C, D. Number 1. Peter says he'd like to have been a higher class. Right? So which one do you choose? Các bạn chọn đáp án nào? Yes. Okay, you choose, some of you choose letter D, right? Yeah, that is D. Tại sao chọn đi? Right. Peter says he'd like to have been. Peter nói rằng, yes, anh ta muốn được gì đấy? A higher class. Yes, lớp cao hơn. Lớp cao hơn. Yes. Hoặc với trình độ cao hơn đấy. A higher class. Ở đây mình có gì đấy? Put on. Put on. Put on. Mình có cái cấu trúc. Nó lại đi với một cấu trúc là gì đấy? Put somebody on. Có nghĩa là chuyển máy. Yes. Ví dụ như là bạn... bạn nhận điện thoại và bạn chuyển máy cho một người khác. Yes. Ví dụ mình bảo là chờ một chút, tôi sẽ chuyển máy cho người kia chẳng hạn. Thì mình dùng cấu trúc là gì đấy? Put him on hoặc là put her on. Tôi chuyển máy cho cô ấy hoặc là anh ấy. Put off. Yes. Put off đồng nghĩa với từ cancel. Yes. Put off là cancel. Hủy. Hủy. Thế còn put up là gợi ý. Yes. Gợi ý. Thế còn put in. Yes. Put in là được ứng cử vào hoặc là được đưa vào. Right. Như vậy thì trong trường hợp này, go là cái từ phù hợp nhất, đấy là đi, put in. Right. Câu số 2. I supposed I found it hard at my new school because I just to the situation. Yes. Okay. Các bạn còn nhớ cấu trúc right? Mình có một cấu trúc mà các bạn hay gặp, đó chủ ngữ này. Cộng với gì đây? Yes. Used. Cộng với gì đây? Cộng với verb infinitive, động từ nguyên thể. Yes. Để diễn tả một thói quen trong quá khứ, đúng chưa? Past habit. Past habit. Past habit, để diễn tả một thói quen trong quá khứ. Ví dụ nhé, hồi nhỏ tôi thường hay khóc nhè, đúng chưa? Hồi nhỏ tôi thường hay khóc nhè. Mình sẽ nói như thế nào? I, yes, I used to cry, yes, when I was small. When I was small, right? Đó là cấu trúc thứ nhất, chủ ngữ này, cộng với Easter, cộng với động từ, ở nguyên thể, ở đẳng nguyên thể nhé, để diễn tả một thói quen hoặc là một cái tình trạng trong quá khứ. Cấu trúc thứ hai, chủ ngữ này, right, cộng với right, be hoặc get, be hoặc là get. Easter. Yes. So, yes, Easter này. Hoặc là một something, yes. Còn nếu là động từ thì sẽ ở dạng gì đấy? Verb in, yes. Các bạn còn nhớ cấu trúc này dùng để diễn tả điều gì không? Dùng để diễn tả điều gì không? Do you still remember? Quen việc làm gì? Đúng rồi, quen với việc làm gì, quen với cái gì, quen với việc làm gì. Right. Ví dụ như là thông thường thì mình hay phải thức dậy
đợt dịch COVID này thì mọi người thường có xu hướng dậy muộn, nhưng hôm nay nhưng đợt này mình phải dậy vào buổi sáng, mình có tiết học và biết tiết dậy vào buổi sáng, thế nên mình phải cố gắng làm sao đấy dậy thật sớm đấy. Thì mình nói là sau một tuần hoặc là sau một thời gian thì tôi đã quen với việc dậy sớm rồi, đúng chưa? Tôi đã quen với việc dậy sớm rồi. Mình sẽ nói là gì đấy? I, I am này, bạn có thể dùng I am nếu bạn dùng to be, hoặc là I get cũng được. I am hoặc là I get gì nữa? Quen với việc dậy sớm, getting Up. early, Early. right? Quen với cái gì đó, quen với cái gì đó hoặc quen với làm việc gì đó, đúng chưa? So, như vậy thì quay trở lại với câu số 2 của các bạn nhá. I found it hard at my new school, right? Because tôi cho là tôi gì đấy? Tôi cảm thấy khá là khó khăn ở ngôi trường mới, bởi vì tôi làm sao đấy? Các bạn chọn đáp án nào? To the situation. Chọn đáp án nào? Yes. Didn't use B B Yes. Đáp án ở đây phải là gì đấy? B. Yes. Wasn't used. Không gì đấy. Yes. Tôi cho là tôi đã cảm thấy làm sao đấy? Tôi thấy khó khăn ở ngôi trường mới, bởi vì tôi gì đấy? Tôi không quen được nhỉ, tôi chưa quen được với gì đấy? Với ý là với cái gì đấy? Situation. Với cái cuộc sống nhỉ, với cái tình hình ở nơi ở ở cái nơi mới này, đúng chưa? The situation. Didn't use. Didn't use, cái này là diễn tả một thói quen trong quá khứ nhá, thói quen trong quá khứ, right? Thế còn cái việc này nó nói là gì đấy? Nó chưa quen, nó cảm thấy là gì đấy? Trước đây cảm thấy rất là khó khăn nhá, để hòa nhập ở ngôi trường mới, chỉ bởi vì là gì đấy? Chưa quen được ở đó, right? Như vậy thì câu số 2, lưu ý mình sẽ chọn đáp án là B, wasn't used the situation. Câu số 3. Câu số 3. People go to football matches now than 20 years ago. Đây là một C. câu so sánh rồi, đúng chưa? Ok. Chọn đáp án. C. C, đúng rồi. Fewer. Right. Fewer. Bạn nhìn thấy ở đây có gì đấy? Có than. Done. So sánh hơn, đúng chưa? So sánh hơn, right? Như vậy thì phải chọn là gì đấy? Fewer. Tại sao không chọn là lesser? Không được. Fewer. Fewer lấy đi với những danh từ gì đấy? Đếm được, đúng chưa? Fewer. Yes. Ít người. Ít người đến các gì đấy? Go to football matches now. Đến xem các cái trận bóng đá. Ngày nay hơn là cách đây gì đấy? 20 năm. Right. C. Chọn đáp án. Fewer. Ít hơn. Yes, ít hơn. Số 4. Số 4. It was a great success. He succeeded. Succeeded. Chào bà nào. Đi. Yes. Chọn đáp án là đi. Đúng rồi. Mình có cấu trúc là gì đấy? Succeed in doing something. Yes. Thành công trong làm việc gì đó, đúng chưa? Right. Succeed này. Yes. Cái từ này các bạn để ý nhá. Cái từ đầu tiên đó là success. Success đó là danh từ thành công. Right. Tính từ thì mình biết rồi, đó là successful. Right. Thế còn động từ của nó thì là succeed. Succeed. Chuyển sang quá khứ là succeeded, succeeded, It was a great success, right? Đó là một cái quả, là một cái thành công lớn lao, đúng chưa? Anh ta đã gì đấy? Đã thành công trong việc làm cho mọi người cười, He
succeeded in, yes, lưu ý, succeed, yes, cộng với in, yes, verb in, yes. In doing something, thành công trong làm việc gì đó. So, number four, chọn đáp án là đi. Các bạn làm có đúng không? Bạn làm có đúng không? Number five, số 5. Số 5. Yes. C has helped, right? This is Mrs. White, whose invention has helped hundreds of deaf pupils already. Yes. Đây là bà White này, yes. Người mà có gì đấy à? Người mà có cái phát minh làm sao đấy đã giúp cho hàng triệu, hàng hàng nghìn người điếc, yes, gần đây đúng chưa? Right. Có nghĩa là gì đấy? Cái phát minh này của bà ấy từ lúc ra đời cho đến bây giờ đúng chưa? Đã hỗ trợ, đã giúp được hàng nghìn người gì đấy? À, khiếm thính. Has helped. Mình sử dụng thời hiện tại hoàn thành. Câu tiếp theo. The đi. University. Yeah. Đi. Baby hay là daddy? Đi. Baby hay là daddy? B hay là D? The university, trường đại học này này, was by. Cấu trúc này là mình nhớ đến một cấu trúc bị động rồi đúng không? Bị động, was. Bị động có một cái công thức, bị động có một cái công thức mà đi đâu mình có thể nhận diện ra nó. Đấy là gì đấy? To be này. Cộng với gì đấy? Be to, động từ ở dạng phân từ 2. Cái công thức này áp dụng cho tất cả các dạng bị động đúng chưa? Luôn luôn phải có to be. Vậy là to be mình đang để nó ở dạng nào mà thôi. Nếu ở hiện tại thì nó là am, is, are. Quá khứ là was, were, right? Hiện tại hoàn thành là have, has been hoặc là have been, right? Tương lai thì là will be hoặc là going to be, right? So the university was, chỗ này đang thiếu một động từ này, trường đại học này chấm chấm chấm, các bạn chọn đáp án. Câu 4 là câu 4 qua rồi vẫn hỏi câu 4 đáp án là gì? Câu 4 đáp án là đi. Yes, in making, succeeded in making. Đến câu 5 rồi, câu 5 đã qua rồi, câu 5 chọn đáp án là C. Câu 6 chọn đáp án là gì? Yes, là đi, right. Cũng là đi. Mình đánh dấu luôn ở trên màn hình cho các bạn nhé. Right. Yes. Mình có động từ put up thì là gợi ý rồi này. Yeah. Set out. Yeah. Động từ put up là gợi ý này. Set out là khởi hành này. Khởi hành này. Không phải erected. Erected là dựng thẳng đứng lên. Đấy còn founded, founded là được sáng lập, được thành lập, được sáng lập, right? Như vậy thì trong trường hợp này chỉ có động từ ở đáp án đi là phù hợp nhất, đúng chưa? Trường đại học này được sáng lập bởi một nhà khoa học nổi tiếng, right? Found, mình có động từ found, là sáng lập, thành lập, right? Ở đây mình phải để nó là founded bởi vì nó là câu bị động mà. Was founded by a famous scientist. Câu số 7, các bạn cho đáp án nào? Số 7 chọn đáp án nào? It is impossible. Yes. Possible là có thể nhá. Yeah. Thế còn impossible là gì đấy? Là không thể đúng không? Yes. Câu số 7. Right. Yeah. Khá nhiều bạn chọn đáp án là B. Yeah. B no. Yes, not B, không phải là baby đâu em ơi. Yes, mà là daddy, B. It is impossible. Yeah. To. Right. Mình có cấu trúc là gì đấy? Trong tiếng Anh có cái cấu trúc là tính từ này. Cộng với gì đấy? Một động từ nguyên thể đúng chưa? Trong cấu trúc là
It is easy to này. It is important to này. It is essential to này. It is impossible to, đúng chưa? Right? It is impossible to, yeah, to explain. Yes. To explain. Rất, yes. Ý là gì đấy? Để lý giải, yes. Để lý giải tại sao những người khác nhau lại thích những thứ khác nhau là điều không thể, đúng chưa? Impossible, không thể. Right? Thế còn account, yes, account thì nó mang nghĩa là gì đấy? Đánh giá. Còn cause và reason thì không phải rồi. Cause là gây ra này, reason là lý do. Yes. Trong trường hợp này mình đang cần một động từ, đang cần một động từ nguyên thể. Như vậy chọn đáp án số 7 là đáp án D, explained. Right? Câu số 8 chọn đáp án gì ạ em? Số 8. The purpose of the examination was to đúng rồi. Yes, chọn đáp án là D, chính xác. Ok, câu nào mà có những cái cấu trúc đặc biệt thì mình sẽ viết ra, mình có thể đánh ra cho các bạn. Còn ở đây đang là những mấy câu này thì chỉ là đang là phần từ vựng thôi. Đang là phần từ vựng thôi. Đấy. Nếu có cấu trúc thì mình sẽ đánh, right? Yes. Còn với những câu này, từ trên xuống dưới, vẫn chỉ đang là phần kiểm tra phần từ vựng thôi. Số 8 này, the purpose of the examination, the purpose of, mục đích của các kỳ thi, đúng chưa? Là, was to, right? Chọn đáp án đi. Right. Một số bạn đã trả lời đúng. Yes. To test, yes, was to test the student's knowledge of the subject. Right. Là để gì thôi? Kiểm tra kiến thức. Yes. Kiến thức, kể kiểm tra kiến thức về môn học của sinh viên, subject là môn học nhá. Right? The student knowledge, yes. Kiến thức của sinh viên, đúng chưa? Kiến thức về môn học của sinh viên. Right? To test. A là try, không phải rồi, try là cố gắng. Yes. Inspect là phát hiện hoặc là kiểm tra. Nhưng nó mang nghĩa là gì đấy? Phát hiện ra, tìm hiểu phát hiện ra. Proof là chứng minh. Yes, không phải là chứng minh mà là gì đấy? Mục đích là gì đấy? To test the student's knowledge of the subject. Yes, kiểm tra kiến thức của sinh viên thôi. Số 9, câu số 9. Câu số 9. The doctors gave the patient examinations to discover the cause of his collapse. Right? You choose, A, that is A, right? Đáp án của các bạn chọn là A. Right. Tại sao chọn A? Yes, the doctor gave the patient, bác sĩ cho bệnh nhân làm một cái gì đấy? Một cái cuộc khám gọi là gì đấy? Thorough, thorough này đồng nghĩa với từ nào đấy? Careful, yes, careful. Một cái cuộc kiểm tra làm sao đấy? Chi tiết cẩn thận. Để phát hiện, to discover the cause of his collapse, để phát hiện ra nguyên nhân của cái sự suy sụp của anh ấy, đúng chưa? Collapse, to discover the cause of, vậy
để phát hiện ra được nguyên nhân cái sự suy sụp của người bệnh nhân thì bác sĩ phải cho người ta làm một cái cuộc kiểm tra gọi là gì đấy, hay đồng nghĩa với gì đấy, careful gọi là chính xác cẩn thận kỹ lưỡng ấy. Đấy. Thế còn be universal, universal là gì đấy? Mang tính chất toàn cầu, không phải. Yes. Unexact là chính xác. Yes. Thế còn a whole, yes. A whole là yes. Tổng quát hoặc là nhìn chung thôi, a whole, yes. Cái tính từ chỗ này đang cần một tính từ, phải sử dụng gì đấy? A thorough. Câu số đây. Câu số 10. Câu số 10. Đây. Câu số 10 các bạn chọn đáp án là C, right? Yeah, C chính xác. Của mình hình như nó để tự động nên nó nhảy số, các bạn để ý cho mình nhé, nó nhảy số một xíu. The directors, the directors là đạo diễn, người đạo diễn này has chấm 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 some famous film but I think this one is the best. Mình có cấu trúc rồi đúng chưa? Làm phim, yes. Make a film, yes. Làm phim, sản xuất phim ấy, yes. Make a film, yes. Thế còn done thì không phải, yes. Done không bao giờ dùng done cả, yes. Làm phim không bao giờ dùng đi với động từ done, yes. Conducted, be conducted nó mang nghĩa là tiến hành, tiến hành, right. Thế còn compose, yes. Compose là sáng tác, yes. Sáng tác nhưng mà không đi với không đi với danh từ phim. Right. Mà đi với gì đấy? Ví dụ như là sáng tác một bài thơ, sáng tác một đoạn nhạc, sáng tác một bài hát, người ta mới dùng từ compose. Ví dụ là compose a song này, compose music này, hoặc là compose a poem, sáng tác thơ, nhạc, văn chương. Đấy. Thế còn với phim, làm phim thì người ta sẽ dùng động từ make, make. Như vậy thì ở câu này nó là câu ở hiện tại hoàn thành, right? Như vậy động từ phải chia ở made. Người đạo diễn này đã làm một vài bộ phim nổi tiếng nhưng mà tôi nghĩ đây là bộ phim hay nhất. This one is the best. Câu 11. If only if only he told us the truth in the first place, things wouldn't have gone so wrong. Right. Chọn đáp án nào các em? A. A. Tại sao chọn A? Đây là câu điều kiện loại 2 ạ. Câu điều kiện loại 2. Yes. Right. Cấu trúc gì đấy? Yes. If only. Yes. If only. If only. Yes. If only này nó gần nghĩa với cấu trúc là gì đấy? Ước. Yes. Wish, yes, wish, giá như, yes, giá như, right. So if only he told us the truth in the first place, right. Xin lỗi các em, cái chỗ này mình nó phải là chỗ trống.
Yes. If only he, right, told us the truth in the first place, things wouldn't have gone so wrong, right? Như vậy thì các bạn để ý cái thời ở cái vế thứ hai ấy, things wouldn't have gone so wrong. Giá như, giá như if only, giá như anh ta nói với chúng tôi sự thật ngay từ lần đầu, thì sự việc đã không gì đấy, à đến mức gì đấy, đã không đi đến mức trầm trọng như thế, đúng chưa? Right? Như vậy sự việc đã không đi đến không đến mức trầm trọng như thế. Cái vế thứ hai này nó là cấu trúc gì đấy? Ought, have cộng với phân từ hai. Right? Như vậy là để nó tiếp cho một cái sự việc diễn tả một cái điều nối tiếp cho sự việc, một sự việc đã xảy ra trong quá khứ, đúng không? Right? Đó tương đương với câu điều kiện loại mấy ạ các em? Câu điều kiện loại mấy? Loại 3. Câu điều kiện loại 3. Right? Bạn còn nhớ cả 3 ba cái dạng câu điều kiện không? Điều kiện loại 3. Yes. Điều kiện loại 1 cấu trúc là gì? If này cộng với gì đấy? Simple present. Yes. Vế thứ hai là gì đây? Chủ ngữ này. À anh ơi, anh đang ở chỗ nào rồi? Anh Hùng ạ. Bây giờ mình đi ạ. Anh sang cho xe em cho cái tổng tổng hộp xe anh đưa ấy. Anh sang cho xe em là làm chưa nhỉ? Phú ạ. Just if này, yes. Về if để ở thời gì đấy, simple present, hiện tại đơn. Và về thứ hai, về kết quả thì để ở thời gì đấy, tương lai đơn giản, để diễn tả một sự việc có khả năng xảy ra trong gì đấy, trong tương lai, đúng chưa? Ví dụ, yes, nếu trời mưa thì tôi sẽ ở nhà, đúng chưa? If it rains, I will stay at home. Yeah. If it rains, I will stay at home. Yes. Diễn tả một sự việc có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc là tương lai. Yes. Câu điều kiện loại 2. Câu điều kiện loại 2, công thức là gì đây? If này, cộng với simple past, quá khứ đơn. Simple past, quá khứ đơn. Về kết quả là chủ ngữ này, cộng với gì đây? Ought. Và cũng cộng với động từ nguyên thể. Cộng với động từ nguyên thể. Câu điều kiện loại 2 để diễn tả điều gì ạ em? Điều kiện lại hai để diễn tả một cái điều gì đấy? Yes. Không xảy ra hiện tại. Yes. Ví dụ. Tôi chẳng bao giờ chơi xổ số cả, đúng chưa? Yes. Nhưng mà tôi ước là gì đấy? Yes. Nếu tôi trúng xổ số, nếu tôi trúng xổ số thì tôi sẽ đi gì đấy? Tôi sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới chẳng hạn. Yes. If I... Nếu tôi mà trúng xổ số, đúng chưa? If I won the lottery tickets. If I won the lottery ticket. I would traverse around the world. Yes. Như vậy thì cái câu điều kiện loại 2 để diễn tả một sự việc nó không có thật ở hiện tại, không có thật ở hiện tại, hay đôi khi nó diễn tả một cái gì đấy, một cái niềm mơ ước của người ta, một ước mơ thôi. Giá mà nếu tôi mà gì đấy, mà trúng vé số thì tôi sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, nhưng thực chất là gì đấy, tôi chả bao giờ mua vé số cả đấy. Hay là nếu tôi là gì đấy, nếu tôi là thủ tướng chẳng hạn, nếu tôi là thủ tướng của Việt Nam thì tôi sẽ mua đủ vaccine cho gì đấy, cho toàn dân Việt Nam chẳng hạn, right?
tất nhiên là gì đấy, thực tế tôi không phải là thủ tướng đúng không? Câu điều kiện loại 3 về if, vẫn là về if này, cộng với gì đây? Về if chỉ ở thời nào? Past perfect. Past perfect. Yes. Past perfect. Còn về thứ hai, về kết quả sẽ chỉ ở gì đây? Ought, have, cộng với gì đây? Yes. Verb nhưng ở dạng gì đấy? Be to. Past participle. Right? Sorry. Verb nhưng ở dạng be to. Cho mình một ví dụ. Yes. Câu điều kiện loại 3. Yes. Để express regret about the past, mô tả hoặc nói về một cái sự nuối tiếc trong một sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Diễn tả một cái sự nuối tiếc cho một việc, cho một sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Cho mình ví dụ. If nếu if theo đúng công thức thôi, về if dùng ở thời gì đấy, past perfect quá khứ hoàn thành, còn về kết quả thì dự chia ở gì đấy, ought, have cộng với động từ ở phân thứ hai. If I didn't play football, I should have broken my arm. Với một thì đúng rồi, với hai phải sửa lại. Yes. If I gì? If I past perfect. Didn't. No, past perfect. Quá khứ hoàn thành các em. If I had play football. If I had played football, or hadn't. If I hadn't. Yes. If I hadn't. Yes. Play football. I could haven't. Ý của em là I wouldn't have broken my left. Yes. Right? Okay. If I hadn't played football, I wouldn't have broken my left. Yes. Nếu tôi không chơi bóng, nếu tôi không chơi bóng đá, thì tôi đã không gì đấy. Tôi đã không gãy chân. Right. Có nghĩa là gì? Đã gãy chân chưa? Gãy rồi, đúng chưa? Nên bây giờ ngồi và nghĩ lại là gì đấy? Tiếc cho một sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Yes. Nếu tôi, giá tôi không chơi bóng đá thì tôi đã không gì đấy? Thì tôi sẽ không bị gãy chân. Đấy. Như vậy thì quay trở lại với cái câu số 11. Yeah, 11. If only, yes, if only. Yes. Như mình nói ở đây, cái if only này nó bằng với cái gì đấy? Bằng với cái wish. Giá như, người ta cho cái only vào, nó không ảnh hưởng gì đến đâu nhá. Yes. Giá như này, yes. He told us the truth in the first place. Yeah. Anh ta nói về chúng tôi sự thật ngay từ lúc ban đầu. Things wouldn't have gone so wrong. Yeah. Thì sự việc đã không tới mức đi đến mức tồi tệ. Yes. Như vậy thì mình để ý ở cái vế thứ hai này, nó chia theo cái công thức nào đây? Things này, chủ ngữ này. Ought này, wouldn't này, have này, cộng với gì đấy? Phân thứ hai. Như vậy thì nó tương đương với cái câu điều kiện loại 3 ở đây đúng chưa? Chủ ngữ này cộng với ought hoặc là wouldn't, have cộng với phân thứ hai. Như vậy thì cái vế if này mình sẽ chia ở thời nào đây? Quá khứ hoàn thành. Yes. Quá khứ hoàn thành công thức là gì đấy? Chủ ngữ này cộng với had này, cộng với động từ ở phân thứ hai đúng chưa? So ở đây mình có told rồi. Yes. Đó là động từ dạng phân thứ hai rồi. Như vậy thì yes.
Câu số 11, chọn đáp án là A. Yes, had, right? If only he had told us the truth in the first place. Yes, giá như, yeah, giá như anh ta nói với chúng tôi sự thật, right? Ngay từ lúc ban đầu. Yes, if only he had told us. Số 11, chọn đáp án là A. Số 12. 12. Số 12, số 12. Yes. Đáp án của các bạn là gì? Yeah, số 12. Chọn đáp án là B, right? He enjoys his work as a baker. Yes, baker là người thợ làm bánh. Yes. Anh ta yêu thích công việc, yes, là người thợ làm bánh của mình, đúng chưa? But it has taken him over 3 years to working at night, right? Như vậy thì cái cấu trúc mà mình đưa cho các bạn vừa nãy là gì đấy? Be used to, hoặc là get used to, cộng với verb in, yeah, cộng với verb in, yeah, để nói là gì đấy? Quen với làm gì, quen với cái gì, đúng chưa? Ở đây mình thấy có to này, yeah, và phía sau là working, verb in rồi. Như vậy thì mình phải lựa chọn cái cấu trúc là gì đấy? Yes. Hoặc là get used to, hoặc là be used to, đúng chưa? Right. A thì loại luôn rồi này. Yes. A, used to, không phải. Yes. Chọn đáp án là B, get used to. Yes. Quen với. Yes. Quen với. Thế còn being thì không được. Being used to không được. Right. Nếu mà gì đấy, to be used to thì được, nhưng mà để being thì lại là sai, đúng chưa? Yeah. Còn getting thì không phải. Yes, getting. Yeah. Chỉ nó là gì đấy? To get used to, hoặc là to be used to working at night thì được, right? Yes. It has taken him over 3 years. Yes. Mình có cấu trúc là gì đấy? Ai đó mất bao nhiêu lâu thời gian để làm gì, đúng chưa? Yes. It takes, yeah, ví dụ như là tôi đi đến trường mất 10 phút chẳng hạn. It takes me 10 minutes to go to school. Yes. Ai đó mất bao nhiêu thời gian để làm gì? Right. Như vậy thì câu số 12 chọn đáp án là B. Get used to working at night. Yeah. Quen với việc thức khuya. Yeah. Anh ta phải mất 3 năm mới quen được với cái việc, yeah, làm việc vào buổi tối. Yeah. Câu số 13. 13. I was just, yes, 13. 13. 13. 13 chọn đáp án là, chọn đáp án là C. Yeah. 13 chọn đáp án là C. Mình có cấu trúc là gì đấy? To be about to do something. Yes. Sắp sửa làm gì? Yes. To be about to do something. Yes. Sắp sửa làm gì đó, đúng chưa? Còn around thì không, around thì không. Yes. Plan, yes, plan trong trường hợp này cũng không được, right? So, câu số 13, I was just about to go out when you telephone. Yes. Tôi sắp sửa đi ra ngoài. Yes. Thì gì đấy? À, thì bạn gọi điện thoại. Yes. I was just about to go out when you telephone. Câu số 13 chọn đáp án là C. C. About đây là một tính từ em nhé. Yeah. Trong trường hợp này nó đóng vai trò như một tính từ. To be about to do something. Câu số 14. I think he is unwell. He was complaining. Complaining. Yes. Tôi nghĩ là anh ấy không khỏe. Yes. Anh ấy cứ liên tục phàn nàn. Chấm chấm chấm. A headache this morning. Yes. Headache là đau đầu, đúng chưa? Yes. Complaining, chỗ này đang thiếu một giới từ. Yes.
mình chọn giới từ nào thôi nhỉ? Phàn nàn về cái gì, phàn nàn về vấn đề gì, complaining nhỉ? Sẽ đi với giới từ of nhỉ? Complaining đi với giới từ of. Complaining of something, yes. Phàn nàn về ai, về vấn đề gì. Right. Yeah. Chọn đáp án B, số 14. Câu số 15. 15. You. Yes. 15, chọn đáp án là C. Đúng rồi. Yes, 15 chọn đáp án là C. Yes. Mình có cấu trúc là gì đấy? Had better. Had better. Yes. Cộng với gì đấy? Động từ nguyên thể không chia gì nhá. Yes, had better cộng với động từ nguyên thể. Yes. Tốt nhất nó mang ý nghĩa là gì đấy? Tốt nhất nên làm gì đó. Yes. Tốt nhất nên làm gì đó. Ví dụ như là yeah. Thấy mình có vẻ mệt mỏi chẳng hạn đúng chưa? Yeah. Thì bạn mình khuyên là gì đấy? À, tốt nhất là cậu nên đi về nhà và nghỉ ngơi. Tốt nhất là cậu nên đi về nhà và nghỉ ngơi. You had better. Yeah. Hoặc là you the better. You had better go home. Yes. Go home. And take a rest. Yeah. Và nghỉ ngơi. Take a rest, yes. Như vậy thì lưu ý, sau cấu trúc, sau had better, cộng với một động từ nguyên thể, không chia gì cả, để nguyên thể. Như vậy thì trong trường hợp này, mình thấy có cấu trúc là gì đấy? You, better, như vậy nó đang thiếu gì đấy? Thiếu had, thiếu had. You had better be careful. Yeah, để nguyên động từ đấy nhá. Yeah, để động từ nguyên thể đấy nhá. You had better be careful not to miss the train. Yes. Tốt nhất là cậu nên cẩn thận để không gì đấy. À, để không nhỡ lỡ chuyến tàu. Not to miss the train. Không lỡ nhỡ chuyến tàu. Câu tiếp theo. Theo. You must, bạn phải này, yeah, you must, that your safety belt is fastened, yes, phải, chấm, 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 yes, first, safety belt là dây an toàn, đúng chưa, yeah, thắt dây an toàn ấy, yeah, fastened là thắt, đúng chưa, yeah, dây an toàn phải được gì đấy, phải được thắt chặt, is fastened. Mình có cái động từ là fasten the seat belt, yeah, fasten the seat belt, yeah, thắt chặt cái dây an toàn. Bao giờ khi mình lên máy bay cũng được nhắc nhở điều này đúng chưa? Yeah, safety, yes, make sure that your safety belt is fastened, yeah, hãy đảm, hãy chắc chắn rằng dây an toàn của bạn đã được thắt chặt. Yeah, you must, yeah, ở đây các bạn dùng động từ nào? Dùng động từ nào? Ở đây có examines là khám này. Yes, mình có gì đấy? Secure. Yeah, secure. Secure nó có hai nghĩa. Yeah. Secure nó có hai nghĩa. Hoặc là gì đấy? Yeah. Đạt được điều gì đó. Hoặc là gì đấy? Thắt chặt cái gì đó. Yeah. Check. Yeah. Check là gì? Guarantee, guarantee, yes, guarantee, đảm bảo, bảo hành, yeah, bảo hành, hoặc là gì đấy, yeah, đồng nghĩa, yeah, đôi khi nó đồng nghĩa với động từ promise, yes, hứa hoặc là cam kết, yeah, cam kết làm gì, hứa làm gì, yeah, guarantee, yeah, thế còn check, yeah, check that, yeah, check that, yes. Nó đồng nghĩa với cấu trúc là gì đấy? À, make sure. À, make sure. Như vậy thì ở đây, yes, động từ mình lựa chọn sẽ là động từ gì đấy? Động từ check, chọn đáp án C. Yeah, chọn đáp án C. Yeah. Examine thì không phải nhá. Examine là khám, đúng chưa?
skill là gì đấy? À, skill, skill là đạt được cái gì đó, đạt được cái gì đó. Hoặc là gì đấy? Thắt chặt cái gì đó. Không thể bạn phải thắt chặt rằng, đúng chưa? Hoặc không thể bạn không không phải là bạn phải đạt được rằng. Cái dây an toàn của bạn đã được thắt chặt, không phải. Không thể chọn động từ secure được. Right. Thế còn D, guarantees. Guarantee nó mang nghĩa là gì đấy? Cam kết hoặc là hứa sẽ làm gì? Không đạt trong trường hợp này. Trường hợp này chỉ chọn động từ gì đấy? Động từ check. Check. Check trong trường hợp này nó đồng nghĩa với cả make sure. Make sure. Make sure. Bạn phải gì đấy? À, bạn phải chắc chắn rằng. Bạn phải chắc chắn rằng. Bạn phải đảm bảo rằng. Cái dây an toàn của bạn, cái đai an toàn của bạn được thắt chặt. Is fastened. Câu số 17. Books are a wonderful, wonderful sách. Là gì đây? Chọn đáp án nào đây? Chọn đáp án. Chọn đáp án A. A. Right. Chọn đáp án A. Chính xác. Source. Nguồn. Source. Là một cái nguồn tri thức gì đấy tuyệt vời. Thế còn cái resources, resources nó thường liên quan đến ví dụ như là nguồn lực, cái nguồn ví dụ như là nguồn lực về con người chẳng hạn, human resources này, hoặc là gì đấy, cái nguồn gì đấy đến từ tự nhiên, đến từ tự nhiên, resources, provision thì không phải rồi, right. Flow, flow là dòng, dòng, không phải. Ở đây chọn đáp án A, source, Books are a wonderful source of knowledge, A, nguồn tri thức, Câu số 18, 18. On the first day of the new year, people, each other, happy new year, Chọn đáp án. Đương nhiên là đáp án đi rồi, đúng chưa? Chúc nhau. On the first day, vào ngày đầu tiên của năm mới thì mọi người chúc nhau gì đấy? Happy New Year, right? Chọn đáp án đi. Wish. Đương nhiên những đáp án còn lại là không phù hợp rồi, đúng chưa? Không phải là hope, say hoặc là believe mà là wish. Chúc nhau. Wish each other. Câu số 19. Câu số 19. We couldn't fly because all the tickets had been sold out. Chúng tôi không thể bay chấm chấm chấm. Bởi vì sao đấy? Because all the tickets, bởi vì tất cả các vé đã được bán hết, sold out. Right. Sold là quá khứ phân thứ hai của động từ sell, right? Had been sold out. Bạn chọn đáp án nào? So the answer is it's B. Right? B.
We couldn't fly Air's economy because all the tickets had been sold out, right? Không thể bay cái hạng gì đấy? Bay cái vé hạng phổ thông được bởi vì là tất cả các vé đã được bán hết rồi. Right? Economy. Các bạn đi máy bay thì biết rồi đúng không? Air's có hai cái hạng vé đấy là gì đấy? Economy và business, đúng chưa? Hạng phổ thông và hạng thương gia. Yeah, so we couldn't fly the economy, right? Không thể bay cái hạng vé phổ thông được bởi vì sao đấy? Tất cả các vé đã được bán hết rồi. Yeah, economy. Câu số 20. Our parents often have a strong, yeah, on our lives. Yeah. Bố mẹ của chúng ta, yeah, thường có một cái gì đấy? À, ý là một cái ảnh hưởng lớn, yeah, đến cuộc đời của chúng ta đúng không? Các bạn chọn đáp án nào? Yes. Chọn đáp án là C, right effect. Đúng rồi. Effect, yes. Effect. Có sự khác biệt gì giữa những danh từ này không? Yes, ví dụ như là impact, yes. Impact là một cái ảnh hưởng, yes, ảnh hưởng to lớn, yes. Mà gì đấy? Mà một cái vật gì đó, yes, tác động lên con người, đúng chưa? Một vật gì đó tác động lên con người. Yes. Thế còn in, yes, results là kết quả rồi. Yes, trong trường hợp này không thể dùng results được. Thế còn influence, yes, influence là ảnh hưởng, yes, là cái sự ảnh hưởng của một ai đó, yes, lên hành động, yes, à lên cái suy nghĩ, yes, lên suy nghĩ hoặc là lên cái hành động của người khác. Right. Thế còn effect, yes, effect là một cái thay đổi, yes, là một sự thay đổi mà một ai đó, yes, mang đến cho mình. Right. So our parents, yes, trong trường hợp này mình phải chọn đáp án là C, yes. Our parents often have a strong effect on our life, yes. Bố mẹ của chúng ta, yes, thường có những cái gì đấy? À, thường có những cái sự tác động rất là lớn đến cuộc đời của chúng ta. Yes. Sự tác động này khiến cho gì đấy? À, làm thay đổi cuộc đời của chúng ta. Right. Thế còn cái influence này, yes, là nó tác động đến suy nghĩ, yes, đến suy nghĩ hoặc là đến gì đấy? À, đến cái cách hành xử. Right. Câu số 21. Right. 21, chọn đáp án là D, right, đúng rồi. Yes, chọn đáp án là D, buy, yes, buy. You can learn as much theories as you like, but you only master a skill by, yeah, practicing it a lot. Right. Bạn có thể học gì đấy? À, học bao nhiêu lý thuyết bạn muốn, yeah. Theory là lý thuyết. But you only master a skill, right? Nhưng bạn chỉ có thể gì đấy? Yes. Đạt được một kỹ năng, yeah, bằng cách là thực hành nó thật nhiều, nhớ. Yeah. By, nhớ. Yeah. Sau by này nếu là một động từ thì phải để verb in, đúng chưa? By practicing, nhớ, yeah, thực hành. Practicing. Training là mình training ai đó xem, yeah. Mình training ai đó, yeah. Thế còn ở đây là gì đấy? Với gì đấy? Với skill, yeah. Với skill thì mình phải gì đấy? Practice, thực hành nó. Đấy. Câu nào à em? Yes. Em thắc mắc là câu impact à? Em thưa cô, bản thân cái cấu trúc ảnh hưởng này, impact không chỉ có nghĩa là va chạm, còn có nghĩa là ảnh hưởng nữa. Impact có nghĩa là cái strong effect, tức là nó có cái tính chất mạnh hơn là effect. Bản chất của nó cùng là ảnh hưởng, nhưng impact với cả cấu trúc của impact nữa là impact on nữa.
Mình biết, yes. Có cấu trúc là have an impact on, yes. Tuy nhiên, yeah. Cái này nhá, em để ý này, yes. Cái nghĩa của nó là a powerful effect that something has on somebody. Yeah. Something has on somebody or something. Nó là một cái ảnh hưởng to lớn mà gì đấy? À, mà là một cái vật gì đó hoặc là một cái sự việc gì đó. Yes. Tác động lên ai đó. Yeah. Tác động lên ai đó. Ví dụ là gì đấy? À, cái bài diễn văn của anh ta yes, đã để lại ảnh hưởng sâu sắc trong lòng của mỗi người chẳng hạn. Yeah. Cái đó mình sẽ dùng là impact. Yes. Impact on. Right. Thế còn bây giờ ở cái câu này người ta nói là gì đấy? Là bố mẹ mình, cha mẹ mình. Vậy thì bố mẹ và cha mẹ mình không thể là something được, đúng không? Yeah. Không thể là something được. Yeah. Right. Yeah. Em có thể kiểm tra lại ở trong từ điển của Oxford nhỉ, từ điển của Oxford nó nói là gì đấy, cái impact là ảnh hưởng của một vật nhỉ, của một vật hay là một sự việc nào đó lên một người nào đó, đúng chưa? Thế còn ở cái câu 20 này nhỉ, câu 20 này nói là bố mẹ của chúng ta nhỉ, bố mẹ của chúng ta. Yes. Có gì đấy? Yes. Cái effect nhá, effect nghĩa của nó là a change that somebody or something caused in somebody, yeah, or something, yeah. Đó là một cái sự thay đổi, yeah, một sự thay đổi. An effect này nó là một cái sự thay đổi mà ai đó, yeah, mà ai đó mang đến hoặc là yeah, mà tạo ra cho chúng ta, right? Cho một người nào đó, đấy. Như vậy thì xét về, nếu xét về cái ý nghĩa chỗ này mình phải chọn là gì đấy, effect. Yeah. Bởi vì impact nó là gì đấy, ảnh hưởng của một người, à, ảnh hưởng của một vật hay một cái sự việc nào đó lên con người cơ, đúng chưa? Thế còn ở đây câu 20 này chủ ngữ của mình là bố mẹ mình, yeah. Bố mẹ mình thì là somebody rồi, đúng chưa? Yeah. Một ai đó, yes, có tác động, có ảnh hưởng, yeah, thay đổi, yeah, đối với cuộc đời của chúng ta. Đấy. You may check it, yes, in Oxford Dictionary. Yeah. Em có thể kiểm tra cái này ở trong cái phần từ điển của Oxford. Thế còn về cấu trúc thì nó cũng có. Yes. Hai từ này đều có cấu trúc là gì đấy? Have an impact on. Yes. Hoặc là have an effect on. Nhưng phần này mình đang xét về gì đấy? À, về nghĩa. Thank you for your questions. Yes, cảm ơn câu hỏi của em. Câu số 21, yes, mình phải dùng là practicing, yes, với skill, yes, với skill, đấy. Thì phải là gì đấy? Thực hành, yes, thực hành. Yes. Thế còn train, yes, train là đào tạo, yes, train là đào tạo, chứ không phải là thực hành, anh nhé. Yes. Bạn chỉ có thể gì đấy, đạt được một kỹ năng, có được một kỹ năng bằng việc là thực hành nó thật nhiều, yeah, chứ không phải là bằng việc đào tạo nó thật nhiều, đúng không? Yeah. Vậy câu 21 mình sẽ đáp án là D. Câu số 22. Yeah. Câu 22. 22. Yeah. Đây là sau cái foreign state. Many pupils nowadays have to wear foreign teeth. Yeah, foreign teeth là răng giả. Yeah. Đeo răng giả là wear foreign teeth. Yeah. Middle age là tuổi trung niên. Yeah. Ở độ tuổi trung niên, middle age. Ngày nay rất nhiều người phải đeo răng giả. Yes. Câu số 22 chọn đáp án là D. When. Yeah. Khi họ ở độ tuổi trung niên. When, yes, câu này không có vấn đề gì. Câu số 22 chọn đáp án là D, yes. Câu số 23, the first of the project was successful, yeah. Project là dự án, đúng chưa? Dự án, the first of the project, yes, was successful. Câu số 23 các bạn chọn đáp án nào? 23. Hai ba chọn đáp án nào?
Yes. Đúng rồi. Yes. Một số bạn chọn đáp án là B. Brace. Face. Face. Yes. Face. Face, what does it mean? Yeah, face, face it means, yeah, face nó là một cái giai đoạn, yeah, một cái giai đoạn nằm trong cả một quá trình, yeah, face là một giai đoạn nằm trong một cái quá trình, yeah, hoặc là nằm trong một cái công cuộc phát triển nào đó, đúng chưa? Face, face, the first phase of the project có nghĩa là giai đoạn đầu, yeah, giai đoạn đầu của dự án, yeah, đã rất là thành công, right? Có nghĩa là khi các bạn làm dự án rồi, yes, nó phân ra làm những rất là nhiều những cái giai đoạn khác nhau, đúng chưa? Yes. Tiền dự án này, yes, giữa dự án này và kết dự án chẳng hạn, yes, hình dung như thế, yes, thì cái phase này là giai đoạn đầu của dự án, yes. Phase là một cái giai đoạn, yes, nằm trong một gì đấy, à, nằm trong một cái quá trình, yes. Cả dự án là một quá trình, đúng chưa? Yes. Thì mỗi, yes, trong cái dự án đó thì có rất là nhiều phase, yes. First phase, second phase, yeah, third phase gì đó. Right. Time thì không phải rồi, không phải lần đầu tiên rồi, đúng chưa? Shift là sự chuyển dịch, yeah, sự chuyển dịch, yeah, không phải. Yeah. Đôi khi shift nó còn mang nghĩa là ca nữa, yeah, thì các bạn biết rồi. Yeah. Ví dụ các bạn trực ca đêm, chẳng hạn night shift. Right. Thế còn periods, yeah, periods, yeah, nó đi với cụm là periods of time, là khoảng thời gian. Periods of time, khoảng thời gian. Đấy. Như vậy thì đáp án số 23 chọn đáp án là B, phase. Câu số 24, the new position is a for him. For him. Yeah. Thì chọn đáp án. Đáp án nào? Yeah. Câu này mình chọn đáp án là D, promotion. Yeah, promotion. Cái vị trí mới, yeah, vị trí mới, new position is a promotion, yes, là sự thăng tiến, yeah, dành cho anh ấy, đúng chưa? Promotion là sự thăng tiến, yes. Chứ không phải job, careers là sự nghiệp, không phải work, yes, là công việc, yes. Vị trí mới này is a promotion for him, yeah, sự thăng tiến. Câu số 25, today's household chores, yeah, từ này đọc là chores, yeah. Những cái việc nhà ấy, household chores, yeah, những cái việc lặt vặt trong nhà, đúng chưa? Yeah. Electric. Từ cần điền là từ nằm đằng sau từ electric. Yes. Câu số 25 chọn đáp án nào em? Yeah. Right. Yes. Số 25 chọn đáp án là C, đúng rồi. Yes, 25 chọn đáp án là C. C, right? Yeah. C, electrical, yeah, appliances. Yeah. Từ này đọc là appliances. Yeah. Các cái thiết bị điện, yeah, các cái thiết bị điện tử ấy. Electrical appliances. Yeah. Thế còn utilities nó là vật có ích, yes. A, utilities là vật có ích. Thế còn application là sự ứng dụng, áp dụng, yeah. Instrument là công cụ, yeah. Tuy nhiên khi với các cái thiết bị điện tử, người ta không dùng là từ instrument, mà người ta dùng từ riêng của nó là từ appliances, yeah. Electrical appliances. À, ngày nay những cái việc trong nhà, yeah, có thể trở nên dễ dàng hơn, yeah, bởi các cái thiết bị điện tử, electrical appliances, right? Made much easier, yeah, trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, right? Người ta đưa từ much vào trước, yeah, so sánh hơn của easier để nhấn mạnh thôi, mang ý nhấn mạnh thôi, yeah. Câu số 26, yeah. Như vậy thì các em hình dung là từ câu số 1 đến câu số 25, yeah, là những câu có liên quan đến ngữ pháp và từ vựng, yeah. Còn từ câu số 26 đến câu 30 là những câu có liên quan đến giao tiếp, yeah. Câu số 26, câu này, I'm sorry I won't be able to come, yes. Mary, yeah. Mary sẽ nói câu gì để phù hợp với cái ngữ cảnh này, yes.
chọn đáp án. Đáp án nào? Yeah, đáp án C, right? Yes. Yes. Đáp án C. Yes. Well, never mind. Yes. Xin lỗi là tôi không thể đến được, đúng chưa? Yes, Mary sẽ nói là gì đấy? Well, never mind. Oh, đừng bận tâm. Yeah. Cậu không phải bận tâm. Câu số 27. James has shopping. Yeah. James has shopping. Chợ đáp án nào? Yeah. Câu số 27. Chợ đáp án là A. I love it. Chợ đáp án A. I love it. Thằng James ấy, yes, nó ghét gì đấy? À, nó ghét đi mua sắm. Yes. Thì tôi trả lời là gì đấy? I love it. Yeah. Tôi thì lại thích việc đó. Yeah. Câu số 28. 27 chọn đáp án là A. 28. Yes. Would you bother if I had a look at your paper? Câu này là người nói đang đưa ra một cái giả định thôi, đúng chưa? Yeah, bother, có phiền không? Yes. Liệu anh có phiền nếu mà tôi gì đấy? À, tôi nhìn vào bài anh không? If I had a look at your paper. Yeah. Câu này là một cái câu giả định thôi, đúng chưa? Câu giả định điều kiện loại 2 ấy. Yes. Anh có phiền không nếu mà tôi gì đấy? À, tôi nhìn bài anh, đúng chưa? If I had a look at your paper. Đấy. Đáp án là gì? Yes. Đáp án là D. Đấy, chính xác. Well, actually, I'd rather you didn't. Yeah. Bạn chọn đáp án D. Oh, thực chất là gì đấy? À... tôi mong là anh không nên làm điều đó, đúng chưa? Yes. I'd rather you didn't. Yes. Ý là tốt nhất là không nên làm điều đó. Câu số 29. Today is my 28th birthday. Yes. Nay là ngày sinh nhật 28 của tôi. Right. Như vậy thì mình sẽ chọn đáp án nào? Take care. Yes. Nếu bạn mình nói là gì? Today is my 28th birthday. Mình sẽ nói là take care. Hay là many happy returns, have a good time, hay là I don't understand. Right? Chọn đáp án là B. B. Many happy returns. Yeah, đây là một câu chúc. Yeah, đây là một câu chúc. Many happy returns. Chọn đáp án B. Right? Ý là gì đấy? Yes. Chúc thật nhiều hạnh phúc, đúng chưa? Many happy returns. Câu số 30. I wonder if you could help me. Yeah. Tôi băn khoăn là liệu anh có thể giúp tôi được. Yeah, giúp tôi. Đấy. Chọn đáp án. Yeah, chọn đáp án C. Đấy. C. I do my best. Yeah. What's up? Yeah. I do my best or I try my best. Yeah. Tôi sẽ cố hết sức. Yeah. What's up? Yeah. What's up? Or what's the matter? Yeah. Thế có chuyện gì thế? Đúng chưa? What's up? Đấy. Có 30 câu. Các bạn đã làm ở nhà. Nhưng bạn làm ở nhà rồi thì đúng được bao nhiêu câu? Đúng được bao nhiêu câu? Hai tư, twenty four per 30, yeah, 24/30, yeah. Còn những bạn khác, các bạn đúng được bao nhiêu? Yes. Okay.
Okay, yes. Try your best next time. Yes. Cố gắng bài sau nhá. Làm sao để đến lúc mà đi thi các bạn làm được 30 trên 30. Hôm trước các cô đã đưa cho các bạn cái format format của cái bài thi chưa nhỉ? Rồi cô ạ. À, được rồi. Okay. Phân bổ các phần tử và số điểm. Yes, đúng rồi đấy. Yes. 20 này. 5 này, 5, 10, 5, 5. Đấy. Như vậy thì các bạn cứ tính là mỗi câu người ta tính một điểm thôi. Yes. Mỗi câu đúng là mình được một điểm. Mỗi câu đúng được một điểm. Yes. Bài 1. Yes. Bài 1 ở đây mình làm 30 câu. Nhưng đến lúc vào thi thật thì sẽ có 20 câu. Yes. Bài 2 là bài đọc 5 câu. Yes. 5 câu. Bài điện tử là 10. Yes. Bài điện tử là 10. Okay. Yes. Theo đúng cái thang điểm này đấy. 20, 5, 5, 10, 5, 5. Tổng là 50 câu. The next part, bài đọc. Lớp Anh 2 của các em có vẻ ít hơn các lớp khác à? Lớp Anh 2 của em có vẻ ít hơn các lớp khác đúng không? Thì các lớp khác hay cái lớp kia đông lắm luôn ấy. Thấy các cô bảo hay bao nhiêu nhỉ? Phải đến 100 hay là 200. Các em gồm những chuyên ngành nào?